Lần cuối cùng bạn thức dậy lúc bình minh là khi nào? Lần cuối cùng bạn trò chuyện cùng người thân mình cách đây bao lâu? Hay đã bao lâu rồi bạn không liên lạc với những người bạn thân ở xa? Tất cả những mốc thời gian đó, bạn nhớ chính xác được không? Phải chăng chúng ta đang sống quá vội vàng? Chưa kịp ngắm nhìn bình minh thì trời đã nắng rạng. Chưa kịp gặp ông bà lần cuối thì họ đã đi xa. Thậm chí có những người, những việc bạn cứ định một thời gian nữa rảnh sẽ làm, sẽ gặp, nhưng cuối cùng lại chẳng còn cơ hội nữa. Một ngày trôi qua quá nhanh, còn bản thân chúng ta cũng gấp gáp để đuổi theo sự thay đổi đó với mong muốn đừng bỏ lỡ điều gì, nhưng lại không biết thực ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Chúng ta gấp gáp muốn trưởng thành để giống như cô ấy, chú ấy, nên mỗi ngày đều nghĩ ước gì mình được lớn lên luôn, và vô tình quên tận hưởng khoảng thời gian làm trẻ thơ, chẳng phải lo âu gì. Chúng ta muốn nhìn thấy thành công nhanh nên suốt cả quá trình không dành một giây nào cảm nhận sự nỗ lực và tận hưởng thành quả đạt được trước đó. Chúng ta muốn mau chóng rời xa vòng tay cha mẹ để được tự do, nên bỏ lỡ tận hưởng khoảng thời gian còn có gia đình bên cạnh. Hay chúng ta muốn làm người lớn ngay lập tức để tìm một tình yêu trưởng thành hơn, mà vô tình chán ghét, lãng phí đoạn tình cảm trong sáng ngây ngô tuổi thanh xuân. Tất cả đều là mong muốn nhanh chóng và hành động vội vã tìm đến một thứ mới lạ gì đó, để rồi chẳng nhận ra chúng ta đã vô tình hoài phí những gì tốt nhất trong cuộc đời, cho đến một ngày thực sự mệt mỏi và chán chường. Phải chăng chúng ta đừng vội vã, mà hãy chậm rãi và tận hưởng chút đi? Vậy nên nếu bạn cũng đã từng và đang vội vã thì hãy dừng lại đôi chút, đọc và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì, có thể làm gì để giữ lại những gì từng bỏ lỡ, có thể làm gì để bỏ hết những oán hận, tiếc nuối khi xưa, và nên làm gì để những ngày tháng về sau được vui vẻ thông qua cuốn sách dịu dàng Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đạo Đức Hemin là một cuốn sách chứa đựng những lời khuyên sâu sắc như một lời tâm sự nhẹ nhàng, tình cảm dành cho những ai đang phải mải miết chạy đua trong cuộc sống. Nếu bạn đã quá mệt mỏi vì những tổn thương, đổ vỡ và thất vọng, những trang sách của Đạo Đức Hemin sẽ giúp bạn nhận ra cuộc sống có thể xinh đẹp và thanh thản như thế nào. Hãy nghỉ ngơi. Áp lực, công việc, học hành đã không ít lần làm bạn mệt mỏi. Ngày ngày đối mặt với hàng tá deadline và bạn đang có ý định từ bỏ công việc đó. Nhưng trước khi quyết định, bạn hãy dành thời gian để nghỉ ngơi vài ngày, để rồi sau đó biết mình cần phải làm gì. Hãy đi du lịch xa vài ngày, cảm nhận bầu không khí tại một nơi khác. Hoặc nếu có dũng cảm, hãy thử đi du lịch một mình tới một vùng đất xa lạ xem sao. Rồi khi ở một nơi xa lạ như vậy, bạn lại nhớ nhung nơi mình đang sống và làm việc. Có thể lắm chứ. Vậy nên trước khi quyết định điều gì, hãy dành một chút thời gian để nhìn lại. Nghỉ ngơi ở đây không chỉ là để cho cơ thể được nghỉ ngơi, mà còn phải làm cho tâm trí tĩnh lặng. Nếu cơ thể bạn mỏi mệt, một giấc ngủ có thể chữa lành cho các bó cơ của bạn, giúp bạn trở lại khỏe mạnh vào hôm sau. Tâm trí cũng cần được bạn dành thời gian để chữa lành. Đừng khiến nó luôn ồn ào và mỏi mệt, khiến nó phải chạy theo quá nhiều vướng bận và giữ lại quá nhiều khổ đau. Từ trước đến giờ, chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Vì vậy mà khuôn mặt ta đanh lại, trong lòng luôn cảm thấy gấp gáp, bất an. Hãy chậm rãi trên con đường của chính bạn. Nghỉ một lát khi mỏi mệt rồi hẵng đi tiếp, và tự tha thứ cho sự không hoàn hảo của bản thân.
những mối quan hệ. Những mối quan hệ trong xã hội cũng giống như bếp lửa, phải biết điều tiết khoảng cách, không nên đến quá gần, cũng không nên đến quá xa. Những mối quan hệ cũng là điều khiến con người hạnh phúc hoặc đau khổ. Chúng ta có độc lập đến đâu thì giữa người với người cũng tồn tại mối liên kết. Với những mối quan hệ khiến bạn đau khổ, với những người làm bạn tổn thương, Đại Đức Hemin khuyên bạn hãy tha thứ, không phải vì họ mà là vì chính bạn. Bạn cần tha thứ để quên đi và tiếp tục sống hạnh phúc. Cuộc sống, đừng quá để tâm tới cái nhìn của người khác, cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia. Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên hãy sống hết mình, sống theo cách mà mình muốn. Đừng vì ánh nhìn của người khác mà bận tâm quá nhiều. Cuộc sống đôi khi rất kỳ lạ, nhưng hãy dần dần học cách làm quen và chấp nhận mọi thứ. Có những việc thật lạ lùng. Người ta nói rằng phần thưởng dành cho những người làm việc tốt chính là nhiều công việc dành cho họ hơn nữa. Cuộc sống đẹp hay không đẹp là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tình yêu. Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống. Dù ta có muốn hay không, nó luôn như một vị khách bất ngờ tìm đến với ta. Người ta gọi đó là nhân duyên. Và nếu đã là nhân duyên thì có tránh thế nào cũng không được. Tình yêu dù trong mắt người già hay con trẻ thì nó vẫn thật kỳ diệu. Không thể có một quy chuẩn, khuôn mẫu hay giáo điều nào có thể len lỏi khi họ yêu nhau thực sự. Trước mặt người yêu, bạn sẽ trở về những gì vốn có và bản năng nhất, thoải mái thể hiện mình giống như những đứa trẻ. Nhân duyên giữa anh và cô ấy, nhân duyên giữa anh và em, sau cùng vẫn sẽ được an bài. Nhiệt huyết. Tôi không sợ chuyện mình già đi, nhưng tôi sợ nhiệt huyết của mình sẽ dần nguội lạnh. Câu chuyện mà thiền sư Hemin kể chính là câu chuyện của bản thân ông. Khi ông bắt đầu đứng giảng ở lớp thiền ở đại học, ông đã rất tâm huyết để chuẩn bị bài giảng, tìm sách tham khảo, giới thiệu cho học sinh, giao bài tập và chữa bài cẩn thận. Hơn nữa, ông còn rất ngay đề nghị sinh viên của mình tham gia các buổi diễn thuyết. Nhưng rồi ông biết rằng có rất nhiều sinh viên tỏ ý không hợp tác, thậm chí còn cố tình không làm theo những gì ông hướng dẫn. Rồi ông chợt nhận ra chính vì kỳ vọng quá nhiều nên ông chưa đứng về phía sinh viên để suy nghĩ cho họ. Ông đã thay đổi phương pháp dạy và không ngờ càng buông lỏng thì lại càng hiệu quả. Nhiệt tình thái quá với người khác mà không biết họ cần sự nhiệt tình ấy không cũng là điều không nên. Hãy biết thể hiện sự nhiệt tình đúng lúc, đúng chỗ. Cũng chính vì vậy, khi gặp vấn đề, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật. Từ đó, chúng ta sẽ có những cách giải quyết và thay đổi phù hợp. Giống như việc bạn nhiệt tình, xông xáo nhưng mọi người lại không hề công nhận công sức của bạn, thì bạn cũng nên xác nhận lại xem sự nhiệt tình này của mình đã phù hợp hay chưa, có thực sự cần thiết hay không. Thời gian kinh hoàng như tuyết trắng, vật cũ im lặng chẳng nói năng. Chắc hẳn là do tất cả những mỏi mệt, áp lực ngoài kia, sẽ có lúc bạn hoài niệm về những gì đã qua đi. Có lẽ bạn hối tiếc muốn thời gian quay lại để nắm lấy những điều tốt đẹp từng đánh mất. Nhưng bạn ơi, thời gian vốn một đi không trở lại. Vậy nên nếu bạn vẫn còn vương vấn, niềm khắc khoải thì hãy thử dụng tâm học cách buông nhẹ đi bằng cách đọc và ngẫm ngoảnh lại một đời của tác giả nổi tiếng Bạch Lạc Mai. Bằng bình yên chữa lành vết thương lòng. Đầu tiên cô viết về hạnh phúc đầm ấm của gia đình. Ông bà, bố mẹ Bạch Lạc Mai đều bỏ qua cuộc sống cá nhân để cùng tình yêu của mình duy trì hạnh phúc, thậm chí đứng phía sau làm hậu thuẫn để đối phương thăng tiến trong sự nghiệp. Bà ngoại cô từng là thiên kim tiểu thư, về chung nhà với ông ngoại,
một thư sinh tay trắng đã chấp nhận cất đi bộ sườn xám ngấm lụa xa hoa, ở nhà trồng rau nuôi gà, dệt vải ủ rượu, sống đời nhà nông dân dã. Bố cô từng ôm ấp giấc mộng tạo dựng tiếng tăm vang dội vì mẹ trở về quê làm nghề y, hằng ngày leo núi hái thuốc. Bạch Lạc Mai không nói quá nhiều về tình yêu đôi lứa, sinh tử không rời như các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc ngày nay. Cô chỉ kể ra những sự hy sinh thầm lặng đó, giống như một nét mực điểm nhẹ nhàng, lại có thể vẽ ra được tình nghĩa sâu nặng, kéo dài suốt năm tháng dài đằng đẵng. Tiếp theo, Bạch Lạc Mai nói về tình cảm của ông bà, bố mẹ dành cho con cái. Tuổi thơ một đứa trẻ có thể yên bình, vui vẻ, trước hết cần sự quan tâm, chăm sóc về thể chất, cùng sự bảo vệ, bồi dưỡng về tinh thần từ gia đình. Gia cảnh không giàu, cách vài tháng mới được lên trấn mua thịt, nhưng chị em Bạch Lạc Mai chưa từng phải ăn uống kham khổ. Mẹ cô cố gắng chế biến những món ăn rau dưa mới lạ, ngon miệng, so với sơn hào hải vị còn hấp dẫn, phong phú hơn. Ngày xưa, đồ chơi khan hiếm, bà thường dắt Bạch Lạc Mai ra sân kể chuyện, dạy cô thêu thùa. Ngẫm lại thì những ngày thiếu thốn đó còn vui vẻ hơn gấp bội ngày tháng vây quanh bởi thiết bị hiện đại, tiện ích bây giờ. Bạch Lạc Mai đã rút ra kết luận như vậy đó. Dạo này khi lướt mạng, tôi hay bắt gặp dòng tâm sự thế này. Sợ nhất là chúng ta có tâm, có sức, lại thiếu mất thời gian. Tốc độ trưởng thành của chúng ta không đuổi kịp tốc độ già đi của ông bà, bố mẹ. Bạch Lạc Mai tuy đau buồn khi phải chia ly, song cố chấp nhận việc ấy vì quy luật tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử không thể tránh khỏi. Tác giả cho rằng bạn bù đắp, trả ơn sinh thành được, điều đó là rất tốt. Nhưng nếu bạn chưa kịp lớn lên, vậy thay vì mãi tiếc nuối, than thở, hãy biết trân quý những ngày tháng hiện tại, người thân còn bên cạnh. Đúng vậy, luôn có thời điểm ta bỗng dưng nhớ đến họ, sau đó phải tiếp tục sống tiếp. Đường đời rộng dài, không ai có thể đi bên cạnh ta mãi, phải tự mình cất bước, buông bỏ bớt gánh nặng trong lòng để nhân sinh vui vẻ hơn. Có lẽ chúng ta sẽ hối tiếc nhất nếu đã từng bỏ lỡ cơ hội gặp ai đó lần cuối trước khi họ ra đi. Nhưng thời gian qua đi, hãy quên đi sự tiếc nuối đó và tiếp tục nhớ về họ. Vì quá khứ không quay về được, tiếc nuối chỉ làm ta đau khổ hơn. Nhưng nhớ thương họ là cách tuyệt vời để trong tâm trí ta luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp, sự ấm áp của họ. Mọi thứ đã qua đều là quá khứ, mọi thứ chưa đến thì là của tương lai. Vậy nên chỉ có những thứ hôm nay là do ta sở hữu. Vậy nên đừng vội vã đi tìm tương lai, đừng chậm chạp chôn mình trong quá khứ, mà hãy bình tĩnh ngắm nhìn phong cảnh và những điều tốt đẹp ngày hôm nay bạn nhé. Cuối cùng, đừng quên bước chậm lại giữa thế gian vội vã.